Vâng, cơ sở gỗ Tùng Tám kính chào bác nha. Hiện tại là buổi chiều ngày 26 tháng 11 đây. Tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là đang đi cơ số hàng luôn nhé. Đây một bộ ghế tần thì hoàng. Ghế tần thì hoàng tay 12 gõ đỏ đây. Đấy. Bên trong này là hai bộ trường kỷ. Hai bộ trường kỷ gỗ lim. Hai bộ trường kỷ gỗ lim này. Đây bộ trường kỷ gỗ lim này. Một chiếc kệ TV gõ đỏ này. Đây. Một bộ trường kỷ gỗ hương đá này. Các bác ạ, hiện tại bên xưởng đang đi rất nhiều hàng. Đấy, một bộ bàn ăn đây. Bộ bàn ăn hàng VIP. Hàng bàn ghế ăn hàng VIP, hàng sửa cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, hàng đặt bàn vuông bao gồm có 8 ghế. Đấy. Ngoài ra phía bên trong còn rất nhiều hàng đang hoàn thiện các bác ạ. Hiện tại là chỉ một số sản phẩm đi trong chiều ngày hôm nay thôi. Đấy, rất nhiều nhá. 3 bộ bàn ghế, một chiếc kệ TV. 4 bộ bàn ghế này. 4 bộ bàn ghế và chiếc kệ TV đi trong chiều này. Quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Ok, hàng đi liên tục luôn.